Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh video ăn uống và mukbang của Phú nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn chân gà với Phú nha. Có thể nói đây là một trong những cái món ăn mà mọi người được sức cho Phú rất là nhiều luôn. Cho nên hôm nay Phú đã mua về ăn đây mọi người. Ở đây Phú có chân gà ngâm sả tắc và chân gà sốt Thái nè mọi người. Thôi không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người cùng ăn và cùng trò chuyện Phú nha. Gà ngâm sả tắc trước nha mọi người. Sẽ ăn trước mà không cần chấm nha mọi người nha. Chua chua ngọt ngọt, thơm thơm của cái sả với lại thơm cái mùi tắc nữa mọi người. The the của mùi sả và thơm thơm của cái mùi tắc. Giờ Phú sẽ chấm với nước sốt nha. Chấm với cái nước chấm á, thì nó mặn mặn và cay cay và nó có vị đậm đà hơn mọi người, ăn rất là ngon luôn. Bây giờ Phú sẽ thử qua ăn tới cái món là chân gà sốt Thái nha mọi người. Nó có cái màu của sốt Thái mọi người. So với cái gà ngâm sả tắc thì cái gà sốt Thái nó có vị đậm hơn một chút xíu và nó có vị cay nữa mọi người. Mình ăn với cơm. Hôm nay Phú mua á, là người ta vô, Phú mua một phần như vậy là người ta vô một cái keo bự cho Phú mọi người. Phú đổ ra một cái dĩa này, Phú đem lên đây Phú ăn mọi người. Một keo như vậy người ta bán cho Phú là 90.000. Nè, rút xương rồi nha mọi người. Cái phần da thì nó dai dai, nó sực sực, cắn trúng phần sụn đó mọi người. Nó giòn giòn rộp rộp, ăn rất là ngon luôn. Cái chân này nó chạy mọi người ơi. Không hiểu sao mọi người đề xuất cho Phú ăn món này rất là nhiều luôn. Phú thấy hầu như là trong một cái video Phú up lên á, thì sẽ thấy 1 đến 2 comment là mọi người đề xuất cho Phú ăn chân gà. Cho nên hôm nay Phú đã order mua cả hai loại chân gà về ăn mọi người. Một cái là ngâm sả tắc và một cái sốt Thái luôn. Phú còn phải chuẩn bị thêm cả cơm để ăn kèm nữa mọi người. Để cho dễ ăn đó, thì Phú đã kêu là chân gà rút xương nha mọi người. Một phần là 90.000, còn nếu mà Phú mua không rút xương thì người ta bán cho Phú một cái keo là 70.000. rẻ hơn 20.000. Phú mưa rút xương rồi để ăn cho nó dễ nha mọi người. Trong cái hôm đây còn có cả xoài nữa. Xoài chua. Hôm nay có thể là mọi người sẽ cảm thấy cái giọng của Phú nó hơi bị kỳ kỳ. Đó là lý do là Phú mới vừa hết bệnh xong nha mọi người. Nhưng mà mọi người hãy cho Phú biết lý do vì sao mọi người thích ăn chân gà nha mọi người. Phú thì kiểu cũng không thích mà cũng không ghét ăn chân gà. Nói chung là cũng kiểu mà bình thường. Nhưng mà qua cái video này Phú chắc Phú sẽ thay đổi mọi người. Phú cũng sẽ thích ăn chân gà luôn. Bởi vì ăn nó ngon thiệt. Phần da thì ăn dai dai béo béo. Còn phần sụn thì nó sực sực. Nó cứng cứng mọi người. Ăn rất là ngon. Mới vừa hết bệnh xong mà ăn cái món độc địa thôi mọi người. Chân gà nhâm xã tắc. Chân gà sốt Thái mà công nhận chấm với cái nước sốt này mọi người, nó ngon nha. Người ta làm cái nước sốt này chấm chân gà ngon nè. xoài chua mọi người ơi, chua quá. Hôm nay Phú mua 2 keo, mỗi keo 90.000, vậy là tổng cộng là 180.000 cho cái mâm ăn chân gà hôm nay của Phú nha mọi người. Và mọi người là muốn ăn hai cái loại chân gà này á, trong video giống Phú, Phú cũng sẽ để link ở dưới cho mọi người mà cùng quê Phú á, có thể đặt mua ăn nha. Có ship của mọi người. Tuần trước là Phú tính ăn rồi mọi người, nhưng mà vì bệnh đó mọi người cho nên đâu có ăn chân gà được đâu. Xong rồi hết bệnh, khoảng 1 tuần sau mới ăn. Phú lừa hết chân gà Phú ăn chứ nha mọi người. Hôm nay mà bạn nào thèm ăn chân gà rồi video Phú chắc cũng thèm lắm luôn á. Sự hết chén cơm, còn mấy miếng chân gà Phú ăn luôn nha mọi người. Cái này mà gặm nó chắc còn phê dữ nữa, mọi người xem còn thèm hơn nữa. Nhưng mà để cho dễ ăn mọi người cho nên Phú đã kêu chân gà người ta rút xương rồi nha mọi người. Cái da nó được ngâm cái xả tắc lắm, nó giòn. Cái này là có nghĩa là người ta luộc rồi xong người ta ngâm với nước đá để giữ cho cái da nó giòn mọi người. Mời mọi người ăn miếng chân gà có Phú Foody nha. Phát hiện còn miếng này cuối cùng nữa mọi người. Ăn luôn. Phúc Foody đã ăn xong rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người xem video đến đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.